mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề, thì chính là chi tiết về năm 2024 của các bạn. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy giúp mình chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Cái sự chi tiết này nó cũng vẫn chỉ đóng vai trò mang tính chất gọi là tổng quan thôi ha. Còn đâu các bạn cũng phải xem rất là nhiều những cái trải bài khác để có thể làm rõ từng ý một. Thì trong cái trải bài này của mình thì mình sẽ đặt những câu hỏi và những lá bài sẽ trả lời cho những câu hỏi đấy của mình. Thì ở đây mình cũng đọc luôn những cái câu hỏi ở đây nhá. Là cái câu hỏi đầu tiên mà trong cái trải bài này chính là tổng quan này, năng lượng của năm 2024 của bạn như thế nào, có sự kiện lớn gì xảy ra không, và nếu như mà có thì là nó ở cái lĩnh vực gì, liên quan đến vấn đề gì, có ai đặc biệt xuất hiện hay không, và điều gì sẽ khiến bạn hạnh phúc trong năm 2024, điều gì thì sẽ khiến bạn buồn hoặc là thất vọng, và cuối cùng đó sẽ là một cái lời khuyên cho năm 2024 của các bạn nha. Thì mình sẽ cho các bạn thêm một chút thời gian để các bạn lựa chọn xem đâu là cái tụ bài mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất ở đây để đi tìm kiếm và trả lời cho những cái câu hỏi đó. 1, 2, 3 và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1. Xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Chi tiết về năm 2024 của bạn như thế nào? Thì chi tiết về năm nay đầu tiên là tổng quan, cái năng lượng tổng quan của năm 2024 là gì? Tức là các bạn hãy hiểu đây là cái nguồn năng lượng chung cho cả năm 2024. Còn đâu là trong năm 2024 nó sẽ xảy ra rất là nhiều thứ đúng không? Cho nên đây chỉ là một cái tổng quan thôi, tức là phần lớn thời gian của các bạn ấy nó sẽ mang năng lượng này. Phần lớn thời gian của các bạn, tổng quan của các bạn trong năm 2024 ấy, nó mang cái sự phước lành và liên quan đến cái sự duyên dáng của bạn. Tức là mình thấy trong năm 2024 bạn là một cái người mà có thể được đón nhận khá là nhiều những cái may mắn, những cái phước lành mà các bạn cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc khi mà được đón nhận những cái điều đó. Cái thứ hai mình thấy rằng là cái cách mà bạn thể hiện bản thân của mình, cái sự duyên dáng ở đây không chỉ là cái vẻ bề ngoài của bạn mà là cái cách mà bạn thể hiện bản thân của mình đối với thế giới, cũng được thế giới công nhận, cũng được mọi người công nhận và cũng được mọi người đánh giá rất là cao đó. Và mình thấy rằng là bạn, đặc biệt nếu như mà bạn là một người có làm những công việc có liên quan đến việc thể hiện bản thân nhiều ấy, đứng ở ngoài ánh sáng ấy, thì đây là một năm cực kỳ tốt với các bạn. Và đây là một cái năm mà mình thấy rằng là bạn cũng có rất là nhiều những cái khởi đầu mới. Tất cả những cái thứ nó giống như là nó liên quan đến quá khứ ấy, bản thân các bạn cũng đã buông bỏ dần được rồi. Và bản thân các bạn sẽ bước đi mọi thứ trên một cái hành trình mới với không cái sự vướng bận, tức là không còn một cái sự vướng bận nào hết. Bạn thấy lá đầu phu không? Mình thấy rằng là bạn rất thoải mái, vui vẻ, rất giống như là vô tư ấy, kiểu như vậy đó. Và chính cái sự vô tư đấy của các bạn ấy, nó đem đến cho bạn cái sự thể hiện đối với cái thế giới này ấy, khiến cho mọi người cảm thấy rất là thích thú bởi bạn. Tức là họ nhìn thấy bạn, họ rất là thích thú cái cách thể hiện của bạn, thích thú cái tính cách của bạn, thích thú cái cách mà bạn tiếp cận và bày tỏ quan điểm đó. Nên là mình thấy đây là một năm tương đối thuận lợi với các bạn đó. Bên cạnh đó các bạn cũng được đón nhận những cái phước lành mà vũ trụ đúng như là trao xuống, ban xuống cho các bạn. Những phước lành này thì nó sẽ ở rất là nhiều dạng khác nhau nhé. Nhưng mà tổng quan năm sau là một năm rất là tốt và nó thuận lợi cho những cái khởi đầu của các bạn đó. Bạn có thể bắt đầu một cái điều gì đấy mà trước kia bạn chưa bao giờ bắt đầu á đó, thì đấy là một cái điều rất là tốt. Tiếp theo trả lời cho câu hỏi thứ hai ở cái tụ bài số 1 này ấy, đấy chính là có cái sự kiện lớn nào xảy ra hay không và trong lĩnh vực nào. Thì thật ra là cũng không có cái sự kiện nào đấy nó rõ mồn một ra đâu, mà đây nó sẽ liên quan đến một cái quá trình trong cuộc sống của các bạn. Cái quá trình này nó liên quan đến việc đấy chính là mình thấy bạn sẽ chú trọng nhiều hơn đến mặt vật chất trong năm sau. Có thể là bởi vì năm sau là năm số 8 mà, năm thế giới số 8 mà, nên là chú trọng vật chất à. Thì mình thấy là bạn sẽ chú trọng vật chất nhiều hơn vấn đề tinh thần đó, và thậm chí có những bạn sẽ bỏ lơ vấn đề về mặt tinh thần. Ví dụ như trước kia thì các bạn luôn dành thời gian một mình để kết nối với bên trong, để xác định cái mục tiêu của mình, tầm nhìn của mình, đồng thời là giống như là các bạn tìm được cái ngôi đền tâm linh bên trong chính bản thân của bạn ấy. Nhưng mà cái lá bài này hiện nay đang ngược rồi, thì điều này chứng tỏ là trong năm 2024 bạn quên bẵng tất cả những cái điều này. Bạn quên bẵng cái việc phải kết nối với bản thân, bạn quên bẵng cái việc là phải chăm sóc cho tinh thần của bạn nữa, mà các bạn sẽ chú trọng nhiều hơn với cái đồng tiền ở đây, cho thấy rằng là bạn có thể là kiếm được rất là nhiều tiền trong năm sau, hoặc là bạn sẽ chú trọng cực kỳ nhiều về mặt tiền bạc tài chính ở đây đó, và bạn quên mất tất cả những cái vấn đề liên quan đến mặt tinh thần này. Tuy nhiên đây không phải là một điều tốt, và các bạn cần phải để ý để có thể cân bằng được cả hai yếu tố ở đây nhá. Yếu tố về mặt tinh thần này, ví dụ như là các bạn
Lúc trước thì các bạn hay dành thời gian cho bản thân của mình này, rồi viết 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 lòng biết ơn, hay là viết nhật ký về cho bản thân của mình này, rồi giống như là dừng thời gian để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng, hay là đọc sách hoặc là nghe những thứ mà nó bổ ích để phát triển về cái mặt nhận thức của bạn này, về mặt tinh thần đến từ bên trong của các bạn nữa này đó. Nhưng mà và kiểu giống như là cái tinh thần của bạn nó đang bị bỏ bẵng, nên nhiều nhiều khả năng là có những bạn ở đây sẽ giống như là lúc trước thì các bạn không có cái những cái suy nghĩ mà nó xấu đâu, nhưng mà có thể trong năm 2024, đặc biệt có những cái vấn đề liên quan đến mặt vật chất, có thể là bạn sẽ suy nghĩ đến những làm những cái việc gì đấy nó không giống mình với trước kia đó, nên hãy hiểu điều này nha. Tiếp theo, cái câu hỏi tiếp theo đấy chính là có ai đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của bạn hay không. Câu trả lời ở đây là có, và bạn sẽ nói chuyện với họ rất là nhiều. Cái người này thì có thể là lớn tuổi hơn bạn, hoặc là cái địa vị của họ sẽ lớn hơn bạn. Có một số trường hợp khác họ là một cái vị sếp hoặc là một vị trưởng, giống như là kiểu đại loại là lãnh đạo gì đó ở một cái nơi nào đó, thì bản thân cái người này và bạn ấy sẽ nói chuyện với nhau rất là nhiều, bạn cũng sẽ học hỏi được cái người này rất là nhiều. Tuy nhiên mối quan hệ này không kéo dài lâu, các bạn sẽ nói chuyện với nhau cho đến khi mà có thể là bạn cảm thấy bạn và người này không phù hợp để nói chuyện nữa thì hai người sẽ kết thúc. Tức là mình cảm nhận là cái mối quan hệ này nó cũng chưa đi đến đâu cả, nhưng mà thời gian đầu hai người mà gặp nhau á thì nói chuyện và truyền thông điệp cho nhau, nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, truyền kinh nghiệm cho nhau rất rất là nhiều luôn á. Và cái người này thì tính của họ có một cái phần nào đấy là bởi vì họ đã làm đến cái chức vụ này rồi, và bản thân của họ cũng đã có nhiều kinh nghiệm rồi, nên đôi khi họ coi bạn giống như một đứa trẻ ấy. Và bạn cảm nhận được rằng là đôi lúc mình không được cái người này tôn trọng, và có những lúc cái người này có xu hướng áp đặt các bạn đó. Có một cái yếu tố gì đấy mang tính giống như là họ họ không có đu trend giống bạn, họ không có cập nhật tình hình giống bạn, kiểu như thế, mà họ kiểu giống như là tin vào những thứ mà họ đã trải qua cơ, nên những gì mà bạn nói đôi khi họ không có quá là coi trọng. Nhưng dẫu sao đây cũng là một cái trải nghiệm rất là tốt trong những cái mối quan hệ của các bạn, nhưng mình thấy là sau đấy kết thúc thôi, tức là nó không có đi đến đâu cả, nó cũng kết thúc thôi, là làm bạn xong rồi có thể là lâu lâu không nói chuyện nữa, kiểu như vậy. Tiếp theo, một cái câu hỏi tiếp theo đây là đấy chính là cái điều gì sẽ khiến bạn hạnh phúc. Thì cái này à, mình thấy rằng là khả năng rất cao trong năm 2024 này, khi mà bạn bỏ lơ vấn đề về mặt tinh thần và bạn tập trung vào mặt vật chất ấy, bạn sẽ bị một cái vả nào đó, vả liên quan đến một cái chuyện gì đấy đó, liên quan đến mặt vật chất chẳng hạn, đến cuối cùng ấy bạn sẽ phải quay lại với cái mặt tinh thần của bạn. Thì mình thấy là cái thứ mà khiến bạn vui lại là talk to God, tức là dành thời gian để nói chuyện với vũ trụ, để nói chuyện, để cầu nguyện, để nói chuyện với bản thân của các bạn và để kết nối với cái tinh thần đến từ bên trong đó. Nên là mình thấy có thể là giai đoạn đầu năm á, bạn có thể bạn có những cái chiến thắng hoặc là những cái tài sản nào đó, tiền bạc tài chính của nó rất là tốt, nên thành ra bạn có xu hướng là hơi coi thường người khác, hoặc là bạn sẽ có xu hướng là quên mất cái mặt tinh thần đó. Nhưng rồi sẽ có một cái chuyện gì đấy xảy ra và buộc bạn sẽ phải quay trở lại với cái mặt tinh thần của mình ha. Đó, tức là mình như mình nói là không hẳn là các bạn dành thời gian để phát triển cái bên trong của bạn hay là cái tinh thần, cái nhận thức của bạn quá nhiều đâu. Bởi vì các bạn còn phải hoạt động những hoạt động vật chất khác, thể chất khác nữa. Cho nên là hãy hiểu là chúng ta đều phải cân bằng giữa cả hai cái yếu tố ở đây. Tiếp theo nữa thì mình thấy là chốt lại ở cái lá bài này, đấy chính là điều gì khiến bạn hạnh phúc. Đấy chính là khi bạn hạnh phúc, khi bạn kết nối với vũ trụ, bạn cầu nguyện và bạn giống như là bạn kết nối được với bên trong của bạn, bạn rõ được cái đường đi của mình. Vì có những lúc các bạn sẽ mất phương hướng, thì mỗi lần mà các bạn mất phương hướng, các bạn lại phải soi chiếu vào bên trong để tìm được cái bản đồ cho mình. Cái điều gì sẽ khiến cho các bạn cảm thấy thất vọng hoặc là buồn, đấy chính là cái sự vội vàng và hành động cầu thả. Ở đây nó nói về việc đấy chính là cái sự vội vàng của bạn với sự hành động cầu thả của bạn ấy, nó sẽ tạo ra những cái giống như là những cái nó sẽ tạo ra những cái lỗi lầm, những cái sự mang tính như kiểu phá hủy ấy, mọi người đó, đến những kiểu giống như là xung đột ý đó. Cho nên ấy, mình thấy rằng là cái yếu tố này nó xuất phát từ việc là bạn đang thiếu bình tĩnh, bạn đang thiếu cái sự nhìn nhận về mọi thứ, tức là cái yếu tố tinh thần của bạn nó đang bị lệch, thành ra là các bạn đang hành động mọi thứ nó rất là bản năng và nó rất là kiểu phản ứng, gọi là nó một cách nó hơi thái quá đó đó.
Thì hãy chú ý đến cái điều này. Và cuối cùng ở đây á, có một cái lá bài nói về việc đấy chính là lời khuyên cho bạn trong năm 2024 là gì. Thì tất cả những cái lá bài này nó cực kỳ là mát với nhau, mình không hề có một cái sự sắp xếp nào ở đây. Lá bài này nói về việc đấy chính là hãy cân bằng giữa tâm linh và thực tế. Tháng năm 2024 mình thấy các bạn quá thực tế và quá là vật chất luôn. Nên á, là hãy biết cách để cân bằng hai yếu tố này ấy, thì bạn sẽ giữ được cho một năm 2024 rất là nhiều những cái trải nghiệm tuyệt vời ha. Đó, nhưng mà về tổng quan thì năm 2024 của bạn khá là tốt đấy. Đấy là số 1 nhá. Chúng ta đến với số Các 2. bạn. Đến với tụ bài số 2. Và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy chính là chi tiết về năm 2024. Ok, chi tiết về năm 2024 các bạn như thế nào đây? Chúng ta sẽ đến với cái phần đầu tiên, đấy chính là tổng quan của năm 2024 của bạn như thế nào. Tổng quan năm 2024 của các bạn ấy, mình thấy nó là một cái năm tương đối hài hòa, cân bằng, ổn định. Và các bạn đấy có lá đờ săn nữa nên là mình thấy năm nay cũng là một năm tương đối là rực rỡ. Có thể là một năm mà các bạn được tỏa sáng này, một năm mà các bạn cảm thấy những cái điều tốt lành, tốt đẹp ấy, nó đến với mình và các bạn rất là hài lòng với những cái thứ đó. Có thể là nó không quá bùng nổ nhưng mà nó ổn định, nó ok và nó có những cái điều tốt đẹp nó tới. Nhưng mình nói là nó không quá bùng nổ nhưng mà nó vẫn có những cái thứ tốt nó tới, chỉ là nó không quá to thôi ha. Nhưng mà về cơ bản nói chung thì nó rất là ổn áp nhé. Tiếp theo nữa, cái câu hỏi tiếp theo cho cái tụ bài này mà chúng ta sẽ cần phải trả lời ở đây đấy chính là có sự kiện lớn gì xảy ra không và trong lĩnh vực nào. Thì ở đây không có nói về trong lĩnh vực nào hết, nhưng mà có sự kiện này cũng mình nghĩ là cũng sẽ lớn. Sự kiện này liên quan đến việc bạn sẽ mất quyền kiểm soát trong một cái vấn đề nào đó. Có thể là trong công việc của bạn. Lúc trước các bạn đang rất là tự chủ thì bây giờ các bạn sẽ phải đối diện với những cái khó khăn trong việc kiểm soát, làm chủ. Ở đây chúng ta có lá Magician and the Mirror, 7 gậy ở đây, đúng không? Cái lá bài này hiện tại nó đang ngược. Điều này cho thấy rằng bạn có thể là mất cái sự tự chủ của bạn, mất cái việc bạn được đưa ra quyền quyết định, mất cái thế chủ động của các bạn. Và các bạn giống như là sẽ bị phụ thuộc vào những cái yếu tố khác đến từ bên ngoài hoặc là đến từ những cái người xung quanh, và mình thấy là bạn sẽ khá là chật vật để có thể cân bằng được mọi thứ liên quan đến cái lĩnh vực này, liên quan đến cái câu chuyện này. Nhưng mà mình có một cái cảm nhận rất là mạnh mẽ là các bạn sẽ làm được, các bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề này của các bạn. Đó, các bạn sẽ giống như là lấy lại được cái quyền làm chủ của mình. Nhưng mà phần lớn thời gian ở đây á, các bạn sẽ phải khá là chật vật với câu chuyện này. Cái vấn đề này có thể là liên quan đến công việc, tài chính, tiền bạc của bạn, liên quan đến những mối quan hệ của các bạn. Các bạn mất kiểm soát đối với mọi thứ. Và kiểu giống như là không biết là mình nên làm gì tiếp theo ấy, kiểu như vậy đó. Tiếp theo nữa, cái câu hỏi tiếp theo ở đây thì chính là có ai đặc biệt đến với cuộc sống của bạn trong năm 2024 hay không? Thì mình có một cái cảm nhận là nhiều khả năng ở đây phần lớn là không. Tức là có thể có, nhưng mà trong giai đoạn năm đầu năm hoặc là giữa năm 2024 thì chưa xuất hiện. Mà người này có thể sẽ xuất hiện rất là muộn. Cho nên ở trong trải bài này cũng không hiện quá rõ lên cái người này. Và mình thấy rằng là cái năm nay là một cái năm mà các bạn kiên nhẫn giải quyết nốt những cái vấn đề của bản thân liên quan đến quá khứ của những cái mối quan hệ cũ của các bạn, liên quan đến những cái bài học, thậm chí là trong những cái kiếp sống trước của các bạn nữa. Ở đây chúng ta có là Path Line này đó, thì mình thấy rằng là các bạn sẽ phải kiên nhẫn từ từ giải quyết những cái vấn đề bên trong bản thân của mình, ví dụ như là sự hận thù, ví dụ như là các bạn nhận ra là cái cách mà bạn yêu, cách bạn mà tương tác trong một mối quan hệ nó bị một cái vấn đề nào đó, nó liên quan đến một cái tổn thương nào đó, liên quan đến thời thơ ấu chẳng hạn đó. Tại sao các bạn lại luôn chọn và yêu những cái người cùng một dạng người như thế? Bạn sẽ tìm ra được những cái lý do đó, tìm ra được những cái nguyên nhân cho những cái câu chuyện mà các bạn đang rất thắc mắc ở đây. Và mình thấy rằng là khi nào mà bạn tìm ra được và bạn rõ ràng được với bản thân của mình ấy, thì mình thấy rằng là đến lúc đó bạn mới là lúc bạn dọn đường cho một ai đó đặc biệt xuất hiện. Nhưng mà tụ bài này thì mình không thấy có hiện lên, thì có thể là các bạn sẽ phải xem một trải bài khác để xem cụ thể hơn nhé. Và mình thấy rằng là như mình nói là có thể là cái người này sẽ xuất hiện rất là muộn nên là bây giờ chưa lên bài được. Thêm bên cạnh đó ở đây nữa thì mình thấy rằng là bạn vượt qua được những cái, bạn rất là kiên nhẫn và bạn vượt qua được những cái chướng ngại vật. Hãy hiểu là giai đoạn năm 2024, cái giai đoạn này á, các bạn sẽ dọn dọn đường, dọn tất phát quang bụi rậm đấy, những cái gì mà nó chưa rõ ràng và nó giống như là nó ngáng đường các bạn ấy. Mình thấy là các bạn sẽ tỉ mỉ dọn từng thứ một đó để cho cái con đường của bạn nó được thông đó, sau đấy thì các bạn sẽ tiến lên phía trước rất là tốt nhá. Tiếp theo nữa, cái câu hỏi là điều gì sẽ khiến bạn hạnh phúc, thì mình thấy cái điều khiến bạn hạnh phúc đấy chính là các bạn
thanh lọc được cuộc sống của các bạn. Có thể các bạn thanh lọc và các bạn sẽ tập trung vào những cái thói quen tốt này, hoặc là các bạn cái sự thanh lọc của các bạn ấy, nó còn là cái sự thanh lọc những mối quan hệ, những người đến với cuộc sống của các bạn. Điều này khiến bạn cảm thấy rất là hạnh phúc vì các bạn được sống ở trong một môi trường tiếp xúc với những người và đang thực hành cái lối sinh hoạt á, nó rất là lành mạnh và nó đem đến cho bạn rất là nhiều những cái lợi ích, và chính điều đấy nó khiến cho bạn cảm thấy cực kỳ là hạnh phúc ở đây. Đó. Cái câu hỏi tiếp theo nữa ở đây á là điều gì sẽ khiến bạn cảm thấy buồn và thất vọng, thì mình thấy là năm nay các bạn cũng sẽ rất là nhiều lần, có thể là rất là nhiều lần bị đẩy vào những cái tình huống mang tính chất giống như là rất là kịch tính. Nó giống như là những cái bẫy và nó giống như là những cái thử thách mà các bạn sẽ phải vượt qua. Có những cái lúc mà kiểu bạn cảm thấy như là không ai cứu được mình và mình không thể thoát ra được, thế nhưng mà đến cuối cùng các bạn lại thoát ra được. Cho nên là trong cái sự buồn đó, nó cũng có cả những niềm vui nữa. Cái niềm vui của bạn nó đến từ việc đấy chính là cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù nghịch cảnh và đẩy bạn vào bước đường như thế nào, thì mình thấy rằng là bạn cũng sẽ vượt qua được. Đó. Và mình có một cái cảm nhận rất là mạnh mẽ là tất cả những cái điều này xảy ra, cho dù nó xảy ra theo chiều hướng như thế nào, nó lộn xộn ra làm sao, nhưng bản thân các bạn giữ được cái bình tĩnh ấy, bạn luôn giữ được cái bình tĩnh và bạn luôn giữ được cái nhìn sáng suốt. Thành ra tất cả những cái vấn đề diễn ra trong cuộc sống của các bạn ấy, bạn giải quyết thoải mái à, trong phút mốt à, không, nó không phải là một cái vấn đề gì quá to tát hay là quá lớn cả. Đó. Và nói chung là cái năm nay của các bạn ấy, nó là một cái năm mà cái tầm nhìn của bạn á, cái tầm nhìn và cái cách bạn nhìn nhận vấn đề và cái cách mà bạn cảm nhận trong năm 2024 ấy, thì bạn sẽ thấy nó vẫn ổn. Bạn sẽ thấy nó kiểu giống như là mình xử lý được, không có một cái vấn đề gì đấy đi quá giới hạn. Đó. Nó vẫn nằm trong cái tầm xử lý của mình. Và ở đây á, chúng ta có một cái lá bài cuối cùng nói về việc đấy chính là có một cái lời khuyên cho bạn trong năm 2024. Đấy chính là hãy nhìn mọi thứ một cái bức tranh toàn cảnh. Cái lá bài này có nghĩa là khi mà chúng ta giải quyết bất kỳ một cái vấn đề nào đó, hoặc là bất kỳ một cái điều gì nó xảy ra, hãy nhìn toàn cảnh của vấn đề, xem là nguyên nhân của nó ở đâu, tại sao nó diễn ra và mình sẽ giải quyết nó như thế nào. Đó, hãy nhìn mọi thứ một cái bức tranh toàn cảnh rộng lớn hơn. Khi một điều nó không tốt nó xảy ra trong năm 2024 thì hãy nhìn toàn cảnh của cái vấn đề đó là cái chuyện đấy nó xảy ra để đem đến cho mình cái bài học gì, mình sẽ xử lý ra sao, và nó cũng sẽ chỉ là một phần của năm 2024 thôi. Ngoài ra trong năm 2024 sẽ còn rất là nhiều những cái điều tốt đẹp khác, còn rất là nhiều những cái điều thú vị và nhiều thời gian mà chính bản thân các bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ ở đây. Thì đấy là tụ bài số 2, dân với số 3. Chào các bạn đến với tụ bài số 3. Và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Chi tiết về năm 2024 của các bạn thì chúng ta sẽ đi từng những cái lá bài một để trả lời cho những cái câu hỏi trong năm 2024 nha. Đầu tiên cái câu hỏi chi tiết trong năm 2024 ở đây ấy, nó liên quan đến vấn đề là tổng quan năm 2024 của bạn như thế nào, tức là cái nguồn năng lượng chung đó. Thì mình thấy là cái nguồn năng lượng chung của năm 2024 của các bạn nó liên quan đến sự khởi đầu. Ở đây chúng ta có new beginning, thì mình thấy rằng là năm 2024 là một năm các bạn sẽ có những cái khởi đầu mới đến với cuộc sống của các bạn. Và cái khởi đầu này nó có thể sẽ đến ngay trong đầu năm 2024 luôn. Đó, nó có thể đến từ một cái nhân vật nào đấy, họ có thể là thúc đẩy bạn, họ đem đến cho bạn những cái tin tức tốt, hoặc là họ lôi kéo bạn để bạn thực hiện những cái khởi đầu đó. Thì ở đây chúng ta còn là 44, 4 cộng 4 là bằng 8 nữa, mà năm sau là năm thế giới số 8. Đó, nên là mình thấy có nhiều khả năng các bạn sẽ khởi đầu những thứ liên quan đến mặt tiền bạc tài chính đó, liên quan đến sự lãnh đạo của bạn đó. Và mình thấy là cái này chắc chắn là sẽ có do một cái nhân vật nào đấy dẫn dắt bạn, hoặc là họ đến với bạn, họ như kiểu kích thích bạn, họ gián tiếp thôi, họ gián tiếp kích thích bạn, họ gián tiếp kiểu giống như là khiến bạn giống như có một cái hứng khởi nào đó để các bạn bắt đầu những cái khởi đầu mới, những cái dự án mới. Hoặc là ngay bây giờ khi bạn đang nghe trải bài này của mình, bạn không biết là bạn sẽ khởi đầu điều gì, nhưng mà đến cái giai đoạn đó khi bạn gặp cái người đấy á, bạn giống như là được kích thích, bạn giống như là được người ta gợi ý, rồi là người ta bơm những cái ý tưởng cho bạn chẳng hạn, thì bản thân các bạn mới hiểu rõ là mình sẽ cần phải làm gì tiếp theo. Tiếp theo nữa thì với cái câu hỏi ở đây là ok, mình sẽ xem có cái sự kiện lớn gì xảy ra trong năm 2024 không. Thì thật ra mình thấy không có một cái sự kiện gì đấy quá lớn đâu. Cái điều này nó chỉ liên quan đến một cái vấn đề thôi. Nó là một cái vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Ở đây chúng ta còn lá bài là
cái con mắt thứ ba, nhưng mà hiện tại nó đang bị ngược. Điều này cho thấy là cái tầm nhìn của bạn trong năm 2024 ấy, nó sẽ gặp vấn đề. Tức là bạn nhìn nhận và đánh giá vấn đề nó không được rộng, nó không được tổng quan. Và bản thân các bạn có thể sẽ tập trung vào những cái thứ nó quá là nhỏ nhặt, chi tiết. Và nó có một chút nhỏ nhen ở đây. Cho nên là các bạn hãy cố gắng để có thể vén cái màn sương mờ đó, nhìn nhận mọi thứ một cách rộng lớn hơn. Và có thể ở đây nữa ấy, mình thấy rằng là bạn bị ảnh hưởng bởi cái người này này. Người này tính cách rất là vội vàng và họ thúc đẩy mọi thứ rất là nhanh. Thì mình thấy là bạn đôi khi bạn bị cuốn bởi cái người này, nên là cái tầm nhìn của bạn nó bị hạn chế. Bạn nhìn mọi thứ và bạn đánh giá mọi thứ nó rất là có vấn đề. Thì mình thấy là bạn, cái cách để bạn có thể khắc phục được ấy, đấy chính là bạn phải kiên nhẫn, bình tĩnh. Khi mà một cái chuyện gì đấy nó xảy ra, đừng phản ứng vội, bình tĩnh đã, để suy xét, để phân tích đã, xem cái câu chuyện đấy nó là cái gì, tổng quan nó là cái ra sao, bức tranh rộng lớn ở đây nó là cái gì, bài học nó là gì, để từ từ sau đó chúng ta mới có cái cách giải quyết. Còn ví dụ như là bản thân bạn, như mình nói là bạn bị ảnh hưởng bởi cái người này này, nên là bạn sẽ bị lây cái tính vội vàng, hoặc là cái người này sẽ luôn luôn thúc đẩy bạn, làm bạn phải nhanh chóng chóng. Và khi mà bạn nhanh chóng ấy, là bạn đang đánh mất bản thân của mình đấy, bạn đang không hành động với chính những cái gì của bản thân bạn, mà bạn đang chịu ảnh hưởng bởi những người khác. Bạn có thể là sẽ bị rơi vào tình trạng là bị thiếu cái định hướng cá nhân của bạn này. Và cái lá bài này cũng nói về việc đấy, chính là đã đến lúc phải thoát ra những cái khuôn mẫu hoặc là những cái suy nghĩ độc hại. Cho dù đó là cái sự lo lắng, nghi ngờ hay là cái tự phê bình bản thân. Và đây cũng là lúc để phát triển một tầm nhìn rõ ràng hơn, lành mạnh hơn về cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào. Biết là bạn có trách nhiệm để làm cho nó như vậy. Và mình thấy là bạn cần phải bình tĩnh để xử lý, phải kiên nhẫn để nhìn nhận vấn đề nha. Tiếp theo nữa, cái câu hỏi tiếp theo ở đây đấy chính là bạn có gặp ai đó đặc biệt không? Câu trả lời ở đây là có. Nó không giống hai tụ bài kia. Thật ra các bạn ấy cũng có thể gặp, nhưng mà các tụ bài của bạn, các bạn ấy không có nói đến, nhưng mà tụ bài này có nói nha. Nên cái nhân vật này cũng sẽ đặc biệt. Nhân vật này không phải là nhân vật này mà là nhân vật khác. Cái nhân vật mà bạn sẽ gặp, cái người đặc biệt đây này, họ có thể có khoảng cách về mặt địa lý với bạn, hoặc là họ không có chung gốc gác với bạn. Họ, với một số trường hợp khác, họ có thể là người nước ngoài. Và cái sự xuất hiện của cái người này là do bàn tay số phận tương tác và đẩy họ vào trong cuộc sống nha. Đó, cái người này thì mình cảm thấy họ trưởng thành này, họ làm những thứ thiên về hành động. Nhưng mà cái người này rất là chín chắn, họ không giống như cái người này đâu. Không giống như cái người mà đến, mà kiểu thúc đẩy bạn đâu. Cái người này rất là chín chắn, họ biết là họ cần phải làm gì ở đây, và họ có thể sẽ cho bạn những lời khuyên rất là đúng đắn. Mình thì không biết quá rõ cái sự tương tác giữa bạn và họ là cái mối quan hệ dạng như thế nào, tình cảm ra làm sao, cái đấy thì mình không quá rõ. Nhưng mình thấy được cái sự ảnh hưởng tích cực của cái người này, và bạn nên lắng nghe, nên ở bên cạnh cái người này để được giống như là được bình ổn lại cái nguồn năng lượng của các bạn, để nó không có bị giống như là bị đi quá giống như cái người này. Người này rất vội vàng nha, không biết là ai luôn á, bạn bè hay là ai đây mà vội lắm. Còn cái người này này, bình tĩnh, đâu có đó, nhưng mà những cái việc họ làm ấy nó đâu ra đó nha, và nó rất hiệu quả. Còn đôi khi cái người này làm 100 việc chỉ có được một việc là tốt thôi, nghĩa là một việc mà có kết quả tốt thôi, vì lúc nào cũng vội vàng, không có kỹ càng đâu. Đó, đôi lúc là có một cái sự lỗ mãng ở đây. Nhưng mà cái người này này thì họ sẽ bình tĩnh giải quyết vấn đề. Họ vẫn làm nha, họ vẫn giải quyết nha, chứ không phải là họ nói xong họ để đó. Họ vẫn làm đó, và họ cũng sẵn sàng giúp sức. Miễn á, mình cảm nhận là miễn là các bạn chịu lắng nghe họ thì họ sẽ nói. Còn nếu như bạn không lắng nghe, họ không nói nữa, họ không có dành thời gian cho bạn nữa. Đó, kiểu như vậy. Tức là cái kiểu của một cái người lớn nó khác so với kiểu của một người thanh niên trẻ con. Đó. Thì cái câu hỏi tiếp theo ở đây đấy chính là cái điều gì sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Thì mình thấy là bạn sẽ rất là yêu cái body của mình, cái cơ thể của mình. Có thể năm sau các bạn sẽ quyết định đi tập gym này, hoặc là đi tập những cái bộ môn thể thao như là nhảy hay là gì đó ấy, để đầu tiên là để có thể cho bạn vui. Cái thứ hai là để cải thiện vóc dáng. Và mình thấy rằng là bạn sẽ có cái sự cải thiện vóc dáng rất là đẹp trong năm sau nha. Và bạn rất là yêu cái cơ thể này. Nếu như có những bạn không đến mức cải thiện như thế, thì các bạn cũng sẽ giống như là lúc trước các bạn luôn chê là vai mình to, là bắp tay mình to, là cái các thứ. Nhưng bây giờ có thể là các bạn đã biết cách để giống như là yêu thương cả những cái phần mà bạn cảm thấy là nó chưa hoàn hảo đó. Đấy, và bạn rất là yêu cái cơ thể của mình. Bạn sẽ thấy mình xinh lên, bạn sẽ thấy mình đẹp lên, mình đẹp trai hơn đó. Và có thể bạn cũng biết cách để cải thiện mọi thứ theo một cái chiều hướng tốt hơn.
thì đấy là cái điều khiến bạn hạnh phúc. Điều gì sẽ khiến bạn buồn hoặc là thất vọng? Thì mình thấy thật ra là cũng có buồn thất vọng, nhưng mà sau rồi nó cũng không có vấn đề gì quá đáng đâu. Tại sao? Thứ nhất á, là có thể là bạn buồn và thất vọng liên quan đến những vấn đề liên quan đến bí mật của bạn. Những cái bí mật của bạn, có thể là bạn lo lắng những cái bí mật của mình ấy sẽ bị bại lộ hoặc là sẽ bị nói ra. Thành ra là các bạn suy nghĩ rất là nhiều và lo lắng về điều đấy. Nhưng mà ở đây chúng ta có lá bài, đấy chính là những cái bí mật của các bạn ấy nó sẽ được giữ an toàn, nó sẽ được giữ bí mật ở đây. Cứ yên tâm nhé. Và cuối cùng ở đây chúng ta có một lá bài là lời khuyên về mặt tổng, lời khuyên về năm 2024 của các bạn. Thì ở đây chúng ta có là lời khuyên, đấy chính là năm 2024 ấy các bạn sẽ nhận được những cái câu trả lời cho những cái vấn đề mà mình đang thắc mắc. Và đây có lá bài, đấy chính là cái câu trả lời nó sẽ sớm đến với bạn thôi. Cho nên tất cả những điều mà mình nói này, nó sẽ sớm xảy ra trong năm 2024 thôi. Có thể sẽ xảy ra rất là sớm như mình đã nói ngay từ ban đầu rồi. Đó, thì mình thấy rằng là bạn sẽ nhận được câu trả lời cho rất nhiều thứ mà các bạn đang thắc mắc. Nó sẽ sớm tới thôi ha. Thì đấy là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye.